Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì cuộc họp tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 để nghe báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch tổ chức phục vụ đại hội. Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Yến chỉ đạo các sở ngành địa phương đơn vị cần tập trung cho công tác tuyên truyền về đại hội, trong đó tập trung vào ba nội dung quan trọng gồm công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến lưu ý công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp phải gắn với các ngày lễ lớn trong năm 2020 như kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9. Theo chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Yến, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Bà Rịa Vũng Tàu tăng số lượng, thời lượng thông tin, chọn thời gian phát sóng có nhiều người theo dõi để tuyên truyền về Đại hội Đảng, tăng cường các bài viết nêu gương đảng viên, chi bộ tiêu biểu, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Các ngành công an, quân sự thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội.